Nhưng không, quan diệu này sẽ dẹp tan hồi chống loạn của pháp quân để cố thủ thành lòng thành. Tất cả hãy nghe đây mà dưới dựng ngọn cờ vàng là viên tổng đốc nhà ta thề một lòng sống chết với ba quân. Đây là thành quách thân yêu từng bao bọc quy dân hoàng diệu. Thì có lẽ đâu giờ này ta lại để xóa tên mình trên tập báo rằng ta run sợ muốn quy hàng. Giết ta vừa sai tôn tất ba xuống mặt thành công, đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chinh đấu quân binh. Vậy ba quân hãy gom sẵn quán hờn đánh đầu cuốn ngọn giáo chơi tất cả niềm tin. Nếu mà thành quách tổ tan hãy bơi gạch dùng mà tìm mà xác ta. Đạn bay lửa tràn như bão loạn, ta đang mang tay gương thảm trạng đến đây rồi. Lửa thành Nam bị tan vỡ lần thời, mà quân sĩ thay từng thay ngã gục tiếng reo hò. Thầy đây đích nhân ta, ôi ta muốn gào lên thét lên cho từ thành sụp đổ nát để dùi thân thi thể của ba quân, cho thành xương kia khỏi phải bị góc trong
lăng có nhà đạp dây đường. Bà buồn ơi, bà buồn, mơ hồ đóng lon mà tìm mà tân ai.